Rồi xin chào cả nhà. À, hôm nay là đầu tuần đúng không ạ? Hôm nay là thứ hai đầu tuần đúng không ạ? Rồi chúc cả nhà chúng ta có một buổi sáng à, vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc, một ngày mới tràn đầy năng lượng. Rồi bao nhiêu năm số anh chị nghĩ rõ thì nói thì có thể là comment số 1 được không ạ? Rồi rất là tuyệt vời. À, thì ngày hôm nay sáng ngày hôm nay thì thiện cũng sẽ chia sẻ cho anh chị ngày số 2 về ứng dụng luật nhân quả trong kinh doanh. Tối ngày hôm qua thì chúng ta đi sang ngày số 1 rồi đúng không ạ? À, thì sẽ làm à, chuỗi live là stream 3 ngày. À, gọi là trọn bộ công thức ứng dụng luật nhân quả trong kinh doanh để chúng ta gọi là à, học tập đạt được cái kết quả tốt nhất làm sao mà học tập à, ngắn gọn nhất dễ học dễ hiểu và quan trọng là cái kết quả mà chúng ta ứng dụng nó đạt cái hiệu quả cao được không ạ? Rồi những anh chị nào đã vào rồi à, đang xem live stream trực tiếp trên à, tất cả các cái trang fanpage, tiktok của thiện thì có thể là chia sẻ cho bạn bè của mình vào học đúng giờ buổi ngày hôm nay nha bởi vì hồi hôm nay chúng ta cũng đã học à, sang cái buổi à, đầu tiên rồi thì những anh chị nào đã vào rồi thì có thể là chia sẻ cho bạn bè của mình chúng ta gieo nhân tốt thì chúng ta gặt một bầu trời quả ngọt đúng không ạ thì ngày hôm nay thì thiện sẽ Ở quan trọng là cái kết quả mà chúng ta rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn ha à, ngày hôm qua thì chúng ta nói về luật nhân quả rồi đúng không ạ hôm qua chúng ta học quy luật thứ nhất là gì không gieo thì không gặt đúng không ạ mà đã gieo thì chắc chắn gặt đúng không anh chị và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi qua cái quy luật uh, thứ ba được không ạ cái quy luật thứ ba trong nhân quả đó chính là gì ạ? Quy luật thứ ba đó chính là gì? Gieo thì chắc chắn gạt. đúng không ạ? Chúng ta gieo điều tốt thì chúng ta gặt điều tốt, chúng ta gieo điều tích cực thì chúng ta gặt điều tích cực, đúng không ạ? Bởi vì sao ạ? Chúng ta gieo gì thì chúng ta gạt nấy. Nếu như bạn gieo những điều không tốt đến cho người khác thì những cái điều không tốt đó nó sẽ quay lại chính bản thân của mình. Nếu như bạn làm người một người nào đó tổn thương hoặc là không vui đi, không hạnh phúc đi thì chắc chắn những cái, cái điều đó nó sẽ quay lại với bạn. Bởi vì sao ạ? Chúng ta gieo cái gì thì chúng ta gặt cái đấy. Nếu như chúng ta gieo cái cái niềm vui, cái niềm hạnh phúc đến với người khác thì chắc chắn là gì ạ? Dạ. À cái niềm vui, cái niềm hạnh phúc đó nó sẽ bằng một cách nào đó đến với bạn trong cuộc đời mình với một cái sự kiện nào đó. Nếu chúng ta không gieo những cái hành động tốt thì làm sao mà có cái quả ngọt được đúng không ạ? Trước khi hành động thì nó phải xảy ra bên trong suy nghĩ của mình đúng không ạ? Suy nghĩ thì tạo ra cảm xúc, cảm xúc thì dẫn đến hành động, hành động thì tạo ra kết quả. Và trước khi để dẫn đến hành động có phải là nó đến từ cái suy nghĩ không ạ? À? à, có phải nó đến từ cái suy nghĩ không anh chị? Đã nói là mình muốn kinh doanh thành công, đã nói là mình phải trở nên tự do tài chính thì trước khi anh chị muốn trở thành một người thành công trong công việc kinh doanh của mình thì có phải là anh chị muốn kiếm tiền, anh chị muốn giàu có đúng không? Bởi vì sao ạ? Bạn chắc đi kinh doanh là chúng ta đang muốn mình có một cái cuộc sống tốt hơn, muốn có cái thu nhập tốt hơn đúng không ạ? À? Muốn có dòng tài chính tự do hơn đúng không ạ? À? Đúng không anh chị? chứ bây giờ anh chị nói rằng là gì? Tôi muốn trở thành doanh nhân. Được không ạ? À? Nhưng anh chị nói rằng là gì? Tôi muốn không muốn giàu có, tôi muốn cuộc sống ổn định thôi. Thì đó đâu phải là 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 là, là cái hành động nó khác với cái suy nghĩ. Được không ạ? À? Nghĩ thì nghĩ là muốn thành công, nhưng mà làm thì nó ngược lại. Được không ạ? À? Để nói là kinh doanh là bản chất là, là thì nói là kinh doanh là đi làm giàu chứ còn gì nữa. Đúng không anh chị? Kinh doanh là phải muốn làm giàu, muốn kiếm rất nhiều tiền rồi phi thương thì bắt phú mà đúng không ạ đảm bảo là anh chị nào không muốn giàu không muốn kiếm nhiều tiền thì bạn đâu có dấn thân vào đi tìm kiếm cơ hội kinh doanh đâu có dấn thân vào đi tìm kiếm con đường thành công làm gì đúng không đó nếu như anh chị muốn kinh doanh thành công thì mình phải quay lại cái suy nghĩ của mình mình xem thử mình đang nghĩ cái gì đúng không ạ tư duy của mình tới đâu đúng không ạ nếu như anh chị muốn kinh doanh thành công thì mình phải có tư duy của một người thành công đúng không ạ có những người thành công á họ suy nghĩ nó khác chúng ta anh chị. Những người thành công chắc chắn suy nghĩ khác với những người không thành công rồi. Bây giờ muốn thành công thì anh chị phải biết một triệu phú một người doanh nhân thành công họ có cái suy nghĩ gì mà họ lại thành công như vậy đúng không ạ? Bao nhiêu trong số anh chị ở đây nè. Chúng ta từng đi đi học, đi thi đi và chúng ta ao ước rằng mình có cái trí thông minh, mình có cái bộ não của cái đứa học sinh giỏi nhất lớp ạ, à. hoặc là mình mong muốn có cái bộ não của người thầy mình ạ, à. để làm gì ạ? À? Để mình có thể là giải nhanh bài toán đó, mình có thể làm xuất sắc cái bài tập đó để mình có thể là lên lớp đúng không anh chị? Đúng không ạ? À? À, khi mà có cái bộ não của cái người học sinh giỏi thì chắc chắn là mình sẽ làm bài xuất sắc rồi. Vậy thì cái bài toán trong công việc kinh doanh của anh chị cũng vậy. Được không ạ? À? nó không phải là nó đến từ chúng ta kinh doanh cái gì mà anh chị phải hiểu rằng là gì? Cái người kinh doanh thành công họ có tư duy gì? Họ có suy nghĩ gì? Họ có chiến lược gì mà họ lại làm đạt được cái kết quả thành công như vậy? Và chúng ta phải học theo suy nghĩ của người thành công thì chúng ta mới thành công được. Đúng không anh chị? Chứ bây giờ chúng ta lấy cái suy nghĩ của mình ra. Mặc dù mình rất thích làm đó, mặc dù mình rất thích thành công đó, nhưng mà nếu như bạn nghĩ mà bạn thành công được thì bạn thành công trước kia bạn đã thành công rất là nhiều rồi, rất là lâu rồi chứ không phải bây giờ bạn mới đi học tập phát triển bản thân. Đúng không ạ? À? Thì chúng ta đi học để chúng ta hiểu rằng những người thành công họ suy nghĩ gì là cái yếu tố đầu tiên. Đúng không ạ? À? Bởi vì suy nghĩ thì nó dẫn đến cảm xúc, cảm xúc dẫn đến hành động và hành động mới tạo ra kết quả. Còn bây giờ bạn nghĩ như một người chưa giàu mà bạn hành động một cách điên cuồng nữa thì chắc chắn là nó không thành công rồi mà nó nó không tạo ra kết quả và nó lại tạo ra hậu quả nữa. Bao nhiêu số anh chị ở đây là đang gặp cái trường hợp là gì ạ? Hoặc là những anh chị thấy rất là nhiều người họ đang gặp một cái trường hợp là gì họ rất mong muốn thành công và sao ạ à? họ làm kinh doanh theo bản năng của họ họ chẳng đi học gì cả họ thích kinh doanh cái này thích kinh doanh cái kia thích bán cái này thích bán cái kia rồi kết quả họ sao ạ à? có thành công chưa chưa đúng không ạ à? bởi vì sao ạ à? bởi vì tư duy của họ là tư duy của người chưa giàu thì chắc chắn làm nó không ra kết quả là trở nên thành công và giàu có được đâu ạ à. đúng không ạ à? chưa ừ, chứ sao nữa anh chị bây giờ trong kinh doanh cũng giống như ngày xưa mình đi học rồi đó nếu như bạn bây giờ bạn đi kinh doanh bạn lấy hệ thống tư duy niềm tin cái sự hiểu biết của một người đi làm thuê thì chúng ta sẽ rất khó thành công được kinh doanh đúng không ạ bây giờ nếu anh chị muốn trở thành một người doanh nhân thành công đi một cái người kinh doanh giỏi đi thì anh chị phải biết những người triệu phú họ suy nghĩ gì những người mà họ kinh doanh thành công đó, và giàu có đó những doanh nhân thực sự họ suy nghĩ cái gì đúng không ạ à? họ có tư duy gì mà tại sao họ lại thành công như vậy tại sao họ lại kiếm tiền nhiều như vậy đúng không ạ à? và mình có một cái quan điểm như thế này nè bây giờ mình muốn thành công á thì mình đi tìm kiếm cái người thành công nào mà đã đạt được cái cuộc sống cái kết quả như mình mong muốn rồi mình học từ họ mình làm theo họ đúng không ạ à? và kinh doanh nó có một cái điều rất là tuyệt vời là gì nó không bắt buộc bạn là phải có bằng giáo sư bằng tiến sĩ bằng cử nhân kinh tế thì bạn mới kinh doanh được. Được không ạ? À? Và thực sự anh chị, ai ai chúng ta cũng có thể kinh doanh được. Bằng cấp nó không liên quan gì cả. Anh chị hình dung được không ạ? À? Bằng cấp nó không liên quan gì đến cái việc kinh doanh cả. Ờ. Không có nghĩa là bạn có bằng tốt nghiệp đại học Harvard là bạn có thể trở nên thành công và giàu có đâu anh chị. Những người nào kinh doanh thành công và giàu có là những người đã biết kinh doanh rồi đó. Rồi, mà trong kinh doanh nó, nó 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 phải học từ cái kinh nghiệm của những người đã thành công về tài chính thôi bởi vì họ kinh doanh họ tạo ra tiền họ kiếm ra tiền rồi thì đó là người thành công đó đúng không ạ à? chứ bây giờ bạn cầm một cái bằng giỏi một cái bằng xuất sắc bạn học ở một cái trường danh giá nổi tiếng nhưng mà sao bây giờ anh chị thấy có khá nhiều ở ngoài kia nhiều người giỏi không ạ à? ở ngoài kia nhiều người học giỏi không ạ à? rất giỏi nhưng mà con cái là chưa giàu thôi còn cái là chưa bao giờ đi kinh doanh thành công thôi. Bởi vì cái bằng nó không quyết định cái kết quả kinh doanh của chúng ta. Được không ạ? Và tất cả những người kinh doanh thành công thì đa số là gì ạ? Bằng cấp họ không có giỏi. Được không ạ? Đa số đa số nha, nhưng mà cũng có một số người kinh doanh thành công thì bằng cấp họ cũng giỏi luôn. Được không ạ? Thế thì bây giờ thưa khóa anh chị là tại sao những người mà có học thức cao, học thức rộng họ đi lại đi 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 đi, đi làm thuê cho những người giàu có. Đúng không ạ? dầu có ở đây là chúng ta giàu có về cái tri thức và tri thức ở đây là tri thức tạo ra tiền trí tuệ tạo ra tiền và người gia thái nói một câu rằng là gì trí tuệ mà tạo ra tiền gọi là trí tuệ sống còn trí tuệ mà không tạo ra tiền thì đó là trí tuệ chết đúng không ạ à? bây giờ bạn học cho nhiều bạn đọc cho nhiều sách nhưng mà bạn không tạo ra tiền thì cũng giống như một con lừa cẩm sách vở vậy đó đúng không ạ à? Quan trọng là chúng ta phải nhìn vào cái điều là gì Chúng ta không cần phải biết rằng là Bạn học cao bao nhiêu, học rộng bao nhiêu Nhưng mà kết quả là bạn phải thành công và giàu có Thì lúc đó mới khẳng định Bạn là người Bạn là người có cái tư duy của người giàu Được không? Bởi vì chúng ta nhìn kết quả thôi Không biết là bạn học cao bằng cấp như thế nào Thạc sĩ, tiến sĩ như thế nào Nhưng mà quan trọng là kết quả bạn đã thành công và giàu có chưa Nói chuyện mình kết quả Được không ạ à? Vậy thì quay lại để kinh doanh thành công và giàu có thì mình cái người phải biết rằng cái người kinh doanh thành công, cái người họ giàu có trong công việc kinh doanh của họ đó họ đang có suy nghĩ gì, họ đang có tư duy gì. Và như giả sử nếu như, như là nếu như mình có tư duy của những người kinh doanh thành công này thì sao? Mình đưa những cái tư duy thành công đó vào trong đầu của mình thì sao? Có phải là mình hành động và mình tạo ra kết quả giàu có giống như họ luôn đúng không anh chị? À và nếu như công việc kinh doanh của anh chị chưa thành công như mình mong muốn đó, thì tôi có nghĩa là có điều gì đó mình chưa biết, mình cần phải đi học thôi. Mình phải dẹp bỏ cái tôi của mình ra, mình phải loại bỏ cái gọi là cái sĩ diện của mình ra để mình đi học từ những người mà thành công hơn mình thôi. Được không ạ? Nếu như anh chị nào kinh doanh hoặc là đình kinh doanh mà mình cảm thấy khó khăn, mình cảm thấy nó không dễ tìm kiếm khách hàng, nó không dễ tìm uh, kiếm cái gọi là về cái lợi nhuận trong công việc kinh doanh của mình. Thì điều đó nó đang thể hiện thành là gì Mà mình đang thiếu một cái kiến thức nào đó. Bởi vì sao ạ? À? Mình cảm thấy khó là bởi vì sao? Là bởi vì mình chưa biết, mình chưa đi học cho nên mình cảm thấy khó. Ví dụ như một cái người mà theo anh chị một cái đứa trẻ lớp 1 này mà anh chị đưa cho nó cái bài toán lớp 2 liệu rằng nó có giải được không ạ? À? Liệu rằng nó có thấy khó không ạ? À? Khó chứ đúng không? Bởi vì nó chưa học giải mà. Và khi mà nó học lên lớp 2 và nó được người thầy giải toán chỉ cho nó cái công thức để nó giải bài toán lớp 2 theo anh chị là nó giải được không ạ? À? giải được đúng không ạ bởi vì sao ạ và trong công việc kinh doanh của chúng ta cũng vậy thôi nếu như mà chúng ta kinh doanh mà chưa đạt được cái lợi nhuận chưa đạt được kết quả tài chính như mình mong muốn thì có nghĩa là gì ạ có nghĩa là mình chưa học cái lời giải đúng không ạ và mình cảm thấy là gì ô tại sao công việc kinh doanh của tôi nó khó khăn quá tại sao tôi không bán được hàng tại sao tôi không có thu nhập cao tại sao lợi nhuận của tôi không gia tăng gấp 3, gấp 5 lần giống như những người thành, thành công khác thì tôi có nghĩa là họ những người đó họ biết cái điều gì mà anh chị chưa biết đó đúng không ạ cho nên là bây giờ chúng ta phải đi học từ uh, những người uh, họ đã biết cái điều đó rồi họ chỉ cho chúng ta làm đúng không ạ và thật sự anh chị trên đời này thì cái gì cũng học được hết á kỹ sư cũng học được bác sĩ cũng học được giám đốc cũng học được kế toán cũng học được cái gì cũng học được hết á và kinh doanh cũng học được luôn ở bao nhiêu trong số anh chị ở đây là gì ạ à? khi mà mình sinh ra theo anh chị là mình đã biết chữ chưa mình biết nói chưa mình biết đọc biết viết chưa chúng ta đâu có biết gì đâu Tất cả chúng ta đều được học hết mà Tất cả chúng ta đều được dạy hết mà Cho nên là anh chị đừng có giới hạn bản thân của mình Là tôi học không nhanh Tôi không biết làm Hoặc là gì à Chắc tôi không làm kinh doanh được đâu Bởi vì tôi chưa có kiến thức Thật sự anh chị là tất cả mọi thứ Trên cuộc đời này đều phải đi học hết đó anh chị ơi Hãy nhớ lại đi Lúc mà chưa đi học viết đó, Anh chị thấy khó không? Nhưng mà khi mà viết rồi đến bây giờ anh chị viết dễ không? Hoặc là bây giờ anh chị đọc sách đi Anh chị đọc chữ đi được trước mới khi sinh ra mình đâu biết đọc đâu. Nhưng mà mình cũng luyện là gì chữ a, chữ b, chữ c, e, d đúng không ạ? Và cuối cùng chúng ta bây giờ chúng ta đọc ra rò, rò rò luôn. Đúng không ạ? Và cái gì cũng học được hết á. Cho nên là anh chị đừng có uh, giới hạn niềm tin mình, giới hạn bản thân của mình là chắc tôi không làm được, tôi không có kiến thức. Tất cả đều đi học được hết. Đó không ạ? Theo anh chị là một cái đứa trẻ mà mà mà, mà đứa trẻ con á khi mà nó sinh ra nếu như mà không có người lớn dạy dỗ Cầm tay chỉ việc cho đứa trẻ đó Thì liệu rằng Cái đứa trẻ đó có biết viết được không ạ Liệu rằng cái đứa trẻ đó có biết nói được không ạ Không đúng không ạ Làm sao mà đứa trẻ nó biết nói biết viết được Và cái gì mà anh chị Đi học thì chúng ta cần phải có những người thầy Hướng dẫn hỗ trợ chỉ cho chúng ta Và chúng ta sẽ có hai cái cách uh, Lựa chọn Được không ạ Chúng ta sẽ có hai cái sự lựa chọn. Một á anh chị đi kinh doanh anh chị học từ chính thất bại của bản thân mình được không ạ à? đó là gì làm sai rồi sửa tức có nghĩa là sao có nghĩa là bây giờ cũng mong muốn thành công cũng mong muốn có công việc kinh doanh cũng mong muốn là kiếm được tiền làm sai sửa đúng không là có nghĩa là anh chị sẽ dùng một cái số tiền vốn của mình nó 100 triệu 200 triệu đó mình đi ra kinh doanh xong rồi gì ạ chưa học kinh doanh gì cả đi ra bán hàng cũng không biết quảng ba cũng không biết mời chào khách hàng cũng không biết làm video marketing cũng không biết rồi xong 3 tháng sau bán không được hàng rồi đóng cửa phá sản đó và sao ạ à? ô một trải nghiệm thật tuyệt vời cái gì không giết chết được mình thì sẽ khiến mình mạnh mẽ hơn và cuối cùng sao bạn à? mất vài trăm triệu đó xong rồi ô rút kinh nghiệm bây giờ mình tiếp tục đi thành đi 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 đi, đi, đi bắt đầu tiếp và cũng tiếp tục như vậy dưỡng ra rồi cũng Nhập sản phẩm về buôn bán rồi cũng không biết làm cái này Không biết làm cái kia rồi cuối cùng cũng Không thành công luôn Và tiếp tục rút ra một bài học nữa Rút ra kinh nghiệm nữa Và nó cứ lặp đi lặp lại như vậy mãi Và con đường này thì chắc chắn nó không dễ thành công Bởi vì sao ạ? À? Thứ nhất nó mất tiền Thứ hai mất thời gian Thứ ba là gì ạ? À? Mất công sức Đúng không à? Bao nhiêu trong số anh chị Sẵn sàng bỏ 200 triệu, 300 triệu ra Để học cái kinh nghiệm thất bại Của bản thân mình Mình bỏ tiền ra mình đi kinh doanh để mình học kinh nghiệm ạ à? đúng không ạ à? không thích điều đó đúng không anh chị nên nhớ một điều là gì thời điểm hiện tại thì nền kinh tế nó cực kỳ không dễ dàng cho nên chúng ta không được phép cho bản thân của mình rơi vào trong cái thế sai rồi sửa sai rồi sửa một khi chúng ta đã làm là chúng ta thành công luôn được không ạ à? đã đánh là phải thắng phải hành động thì tạo ra kết quả đúng không ạ à? khi mà bản thân anh chị đưa mình vào một cái thế là gì tinh thần của một doanh nhân thành công thì bắt buộc mình phải trở nên giàu có. Bạn không có quyền cho phép bản thân mình không thành công. Khi mà anh chị đưa ra quyết định là gì? Tôi tham gia vào thị trường kinh doanh. Hãy nhớ một điều là gì? Một mục tiêu duy nhất là gì? Một con đường duy nhất là gì? Phải trở nên thành công và giàu có. Đó, mục tiêu kinh doanh là phi thương là bắt phú mà. Chứ đâu đã phải là đi kinh doanh để thất bại đâu. Đâu phải đi kinh doanh để mất tiền đâu. Được không ạ? Thì khi mà chúng ta rơi vào trong cái trạng thái này á. Hiện tại những anh chị nào chưa rơi vào trong cái trường hợp này thì tốt nghiệp bài học luôn ngày hôm nay. Còn anh chị nào đang rơi vào trong cái trạng thái này thì sao ạ? À? Không sao kìa. Giờ sao? Giờ chuyện đó nó xảy ra rồi đâu có thay đổi được kết quả đâu. Mục tiêu của mình vẫn tiến lên phía trước đâu không ạ? À? Không có gì cản trở được mình. Đừng bao giờ bỏ cuộc trên cái ước mơ, hoài bão, hành trình thành công của mình. Hãy hỏi là chính bản thân của mình là gì? Tại sao mình lại bắt đầu đi kinh doanh? Tại sao mình lại bắt đầu trên hành trình thành công để làm gì? Để thành công và giàu có mà đúng không? Mục tiêu của chúng ta đặt ra trong kinh doanh là phải trở nên tự do tài chính, thịnh vượng về tài chính. Không phải kinh doanh là chúng ta muốn có thu nhập ổn định. Anh chị hãy viết xuống cái câu là gì? Kinh doanh là giàu có, kinh doanh là thịnh vượng. Chứ bây giờ kinh doanh mà muốn kiếm thu nhập ổn định thì đi làm thuê nó ổn định hơn chứ còn kinh doanh nó không có ổn định đâu thiện thực sự chắc chắn một điều đó anh chị là anh chị nào vào mà học tập cùng với thiện ha vào trong nhóm học tập cùng với thiện mà nói là chị muốn học tập cùng với em để sau này kinh doanh uh, có một cái công việc tài chính ổn định thực sự kinh doanh không ổn định anh chị hỏi uh, tất cả những người kinh doanh người kia xem thử là kinh doanh có ổn định không không ổn định đúng không lúc lên có nhiều người là sao lúc lên lúc xuống đó có nhiều người bởi vì lúc lên lúc xuống là sao bởi vì sao bản thân họ không phát triển cho nên là tài chính lúc lên lúc xuống. Nhưng mà bản chất những người doanh nhân thực sự, những anh chị câu lạc bộ chúng ta không có lúc lên lúc xuống đâu. Một khi đã tiến là tiến luôn đó. Không có lên xuống. Chắc chắn nó không ổn định. Có tháng thu nhập, có nhiều anh chị có tháng thu nhập hai 20. Tháng sau rồi thu nhập tăng lên năm 50. Tháng sau thu nhập có thể là tăng lên 70 triệu. Tháng sau có thể là phát triển bản thân, làm chăm chỉ, phấn đấu, cố gắng kiên trì hơn tháng sau có thể lên trăm hai trăm đúng không ạ? À? đó đó là cái 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 thu nhập không à? đó là nó thu nhập không ổn định đó đúng không ạ? À? và khi mà dấn thân vào công việc kinh doanh thì đừng hy vọng rằng là tôi làm là tôi ra tiền luôn và sao ạ khi đi học kinh doanh thì hãy cho phép bản thân của mình ít nhất là ba tháng đúng không à? để làm gì? để chúng ta gieo trồng lại tư duy của những người kinh doanh thành công là gì? chúng ta phải đi học trước đúng không ạ à? chứ không phải là kinh doanh là muốn có thu nhập ổn định kinh doanh là tôi muốn có tiền ngay thì bây giờ phải hỏi là bản thân chúng ta là gì mình có cái gì mà để kinh doanh tạo ra tiền nếu như trước kia bạn là một bậc thầy và bán hàng ngày hôm nay bạn kinh doanh bạn tạo ra tiền ngay thì ok còn nếu như bây giờ bản thân mình quảng bá cũng không biết marketing cũng không biết bán hàng cũng không biết bạn không biết làm cái gì hết thì xác định luôn phải chấp nhận là gì đi học trước bởi vì anh chị hình dung là gì giả sử bây giờ anh chị muốn đi học hớt tóc mà để tạo ra hớt được cái đầu tóc mà để có tiền lợi nhuận đi thì các bạn phải học ít nhất là 6 tháng được không ạ à? học ít nhất là 6 tháng mới hớt được cái đầu tóc cho người khác chứ bây giờ bạn nói là con muốn hớt tóc để có tiền luôn bạn vô bạn cầm cái tông đơ bạn ủi người ta trọc đầu luôn hả đúng không ạ à? và bản chất kinh doanh cũng vậy anh chị bây giờ bạn muốn kinh doanh thành công mà muốn tạo ra tiền mà muốn kiếm được nhiều khách hàng thì bạn phải đi học cái cách để làm sao để thu hút được khách hàng, bạn học cái cách làm sao để quảng bá marketing để thu hút được nhiều người khách hàng. Chứ bây giờ không biết gì hết mà. Cứ nói là gì muốn kiếm thu nhập ổn định vô kinh doanh là có thu nhập ổn định hơn. Không có đâu nha. Bạn phải chấp nhận là gì, bạn phải đánh đổi thời gian học tập phát triển bản thân. Có tư duy có sự hiểu biết rồi chúng ta mới làm. Đó không ạ. À? Còn thu nhập ổn định muốn làm có tiền luôn thì làm thuê sướng hơn. Làm có tiền liền thì làm thuê sướng hơn. Đúng không ạ? À? Và người thành công trong kinh doanh là gì? Họ có một cái tư duy là gì? gieo trồng được không ạ họ gieo trồng anh chị Hình dung được không ạ họ gieo gieo trồng sau đó họ mới gặt tư duy của người không thành công là gì sát thủ trở thành một sát thủ bán hàng là khách hàng xem khách hàng như là một cái gì đó như là một cái con gì đó để mình xanh bánh đúng không ạ anh chị nào có tư duy là sát thủ bán hàng thì nói chung là bán chưa được nhiều hàng đâu đúng không bởi vì sao ạ à? mình, mình kinh doanh mình bán hàng mình trở nên thành công trong kinh doanh là mình có một tư duy gieo trồng đúng không anh chị bởi vì sao ạ mình phải giúp đỡ khách hàng mình phải xem khách hàng của mình á, là cái người tuyệt vời mình phải biết ơn họ mình phải giúp đỡ họ nhận được nhiều giá trị nhất có thể đúng không ạ mình giúp bán hàng là giúp đỡ khách hàng mà chứ đâu phải bán hàng là đi xanh khách hàng đâu anh chị hình dung nữa mà. anh chị nào mà có tư duy là gì bán hàng là sát thủ sát thủ bán hàng thì tôi có nghĩa là gì ạ à? bạn xem khách hàng như là cái con gì hả à? Đúng không à? đó là lý do tại sao mà bán hoài không ra tiền được không ạ à? được không ạ à? cho nên là gì ạ à? mục tiêu kinh doanh của chúng ta là phải trở nên thịnh vượng về tài chính trở nên giàu có có nhiều người kinh doanh uh, sao ạ à? có một cái tiệm tiệm uh, quán ăn được không ạ à? nhưng mà làm hết đời cha rồi cha truyền con nói không mà truyền từ đời này sang đời khác và công việc kinh doanh không phát triển gì cả đúng không ạ kinh doanh là phải cho người ta uh, biết đến mình chứ kinh doanh là phải để cho công việc kinh doanh của mình phát triển lên chứ đúng không ạ công việc kinh doanh của mình là đứa con tinh thần của mình nè làm sao cho nó kiếm nhiều tiền hơn đi nó không ăn thì làm sao nó lớn lên được đúng không ạ vậy thì để mà kinh doanh thành công thì anh chị phải hỏi lại chính bản thân mình mình đã biết những người kinh doanh thành công họ đang suy nghĩ gì chưa họ đang có chiến lược gì họ đang có kiến thức gì họ đang có những chiến thuật gì mà bạn chưa biết đó thì có sẽ có, có, có hai cách học một là làm sai sửa đó có những cái cách học như sau thứ nhất là gì làm sao rồi sửa học từ kinh nghiệm thất bại chính bản thân mình cách học thứ hai là gì học từ kinh nghiệm thất bại của người khác thì kinh nghiệm thất bại của người khác là gì thất bại thì nó chỉ dẫn đến thất bại thôi bạn biết cái kinh nghiệm của người khác rồi bạn né thôi nhưng mà nó vẫn chưa có con đường thành công và cái cách tốt nhất là gì đó là chúng ta hãy học theo người thành công và chúng ta thành công luôn đúng không ạ bây giờ chúng ta muốn thành công thì bây giờ chúng ta phải tìm người thành công chúng ta học chứ bây giờ đi muốn thành công mà đi tìm cái người mà thất bại học theo anh chị là cái người mà họ không có sức khỏe tốt á. Cái người mà họ bị béo phì á, họ có chỉ cho anh chị cái cách để có được cái body xấu muối không? Không đúng không ạ? Chúng ta phải đi học từ cái người có body xấu muối. người huấn luyện viên có xấu muối rồi chúng ta học chứ đúng không? Bây giờ đi thiện mà đi thuê huấn luyện viên à, chăm sóc sức khỏe cho mình á thì bạn chắc mình không có đi thuê những người PT mà có bụng mỡ đâu, đi thuê những người đó mình thấy là mình biết rằng là mình tập xong mình có kết quả giống họ luôn. Mình thuê những người mà sao ạ? À? Ồ oh, cơ bắp, có sớm muối đàng hoàng. Đúng không ạ? À? Thì thì sao ạ? À? Thì họ mới giúp cho mình trở nên giống họ được. Và sự khác biệt của con người và con vật đó là gì? Con người chúng ta có trí khôn. Đúng không ạ? À? Nếu bây giờ hiện tại chúng ta kinh doanh chưa thành công được không ạ? À? Kinh doanh chưa có thành công thì sao ạ? À? Hãy chấp nhận điều đó đi. Bởi vì sao? Bởi vì trước giờ chúng ta đâu có đi học đâu. Chúng ta chấp nhận điều đó và chúng ta đi học từ người khác. Học theo những người thành công và mình thành công luôn, áp dụng những chiến lược của người thành công. Được không ạ? À? Tại sao là gì ạ? À? Tại sao bản thân của thiện cách đây hơn 2 năm trước và bây giờ nó khác như vậy? Tại sao những anh chị học tập trong câu lạc bộ chúng ta lại thành công rất là nhanh như vậy? Đó là gì ạ? À? Đó là mình không có học từ thất bại của chính bản thân mình, được không ạ? À? mình chỉ học từ những người thành công đi trước thôi, không cần phải trải qua thất bại nữa. ở ngoài kia là gì? họ cứ nói là gì? thất bại là mẹ thành công, hãy cứ thất bại đi. thiện thì học từ người thành công thành công luôn, tôi học từ người giàu tôi giàu luôn, được không ạ? À? học từ thành công luôn, học từ người thành công mà thành công luôn đi, trải qua thất bại làm gì nữa? bao nhiêu anh chị nghĩ rằng là gì? thất bại là mẹ thành công ạ? À? ờ và sao ạ à? khi mà chúng ta làm là gì cứ thấy thất bại thất bại hoài à chưa thấy cái bà mẹ thành công đâu cả đúng không ạ à? bởi vì sao ạ à? cái bà thất bại đó bà đi bà bị vô sinh rồi bà đâu có chịu đẻ đâu bà đâu có chịu đẻ cái đứa con thành công đâu cái người nào mà họ có tư duy là gì thất bại là mẹ thành công hãy cứ làm đi thì thì khẳng định một điều luôn là gì à bạn cứ thất bại thất bại hoài vậy đó như ông robert Kiyosaki đó, là tác giả cuốn sách cha giàu cha nghèo đó, thì ông có một tư duy là thất bại là mày thành công và ông sao ạ ông làm hoài làm đến đâu thất bại đến đó làm đến đâu thất bại đến đó. đến khi, đến khi mà ông hết chịu nổi rồi đến khi là ông hơn 50 tuổi ông mới trở thành triệu phú bởi vì tư duy thất bại là mẹ thành công này ông cũng đã có chia sẻ và đến cái năm 50 tuổi rồi ông mới rút ra bài học là gì học theo người thành công và thành công luôn Bao nhiêu năm số anh chị muốn rút ra bài học từ ngày hôm nay luôn? Hay là anh chị muốn là mình làm đến mãi 50 tuổi, năm 60 tuổi rồi Mình mới học ra bài học là gì? ô thế là phải học từ người thành công mình mới thành công được hả? Và cuối cùng là gì? Bây giờ mình già rồi, mình hết sức khỏe rồi Bây giờ rút ra bài học sao nó muộn, muộn màng thế? Được không ạ? À? Và cái chiến lược thành công ở đây là gì? Đó là chúng ta phải có một cái chiến lược đúng đắn Đó là học theo công thức của người thành công Và làm theo cái chiến lược của họ luôn công thức bán hàng thành công, có công thức ráp vô thành công luôn, công thức marketing đỉnh cao ráp vô thành công luôn, công thức quản lý tiền xuất sắc ráp vô thành công luôn, công thức xây dựng một hệ thống kinh doanh tự động hóa ráp vô thành công luôn, ráp công thức vô là thành công, bản chất nó là như vậy. Bây giờ để mà hai cái cơ bắp chuột nó lên đó thì sao ạ? cái người huấn luyện viên đã có công thức rồi em ơi tập như thế này mới lên chuột được nha em ok rap vô thành công luôn chơi giờ đi xuống phòng gym không có thầy dẫn đường không biết công thức vô tập thích tập sao tập thì sao ạ à? đời nào mà nó ra được cái kết quả như mình mong muốn chắc chắn là không luôn đó. bởi vì thiền cũng tập gym rất là nhiều Và trước kia mình không có ai dẫn đường ai chỉ dạy hết cũng vô tập đùng 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 vậy đó tập hoài tập hoài nhưng mà thấy vẫn còn vẫn bình thường thấy trẻ cái gì thay đổi cả thấy mình càng ngày càng mập hơn thôi Được không? bởi vì sao mà? công thức nó không đúng tập xong là phải làm gì ạ? À? à tập xong là mình phải ăn uống đầy đủ bởi vì 20% phần trăm là luyện tập 80% phần trăm là ăn uống đúng không ạ à? bây giờ mình luyện tập cho cố vô nhưng mà ăn uống thì nó không có đúng với cái chế độ dinh dưỡng không đúng với cái cái gọi là gì không đúng không bổ sung đầy đủ những dưỡng chất mà cơ bắp nó cần thì nó đâu có phát triển lên được và sai công thức mình mới hỏi tại sao tập quài nhưng mà vẫn vẫn chưa có kết quả sức khỏe chưa có được cái body đi thì sao à thì lúc đó mình mới đi hỏi thầy thì đúng rồi thầy cho công thức là 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 mình 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 học thành công luôn đúng không ạ và trong kinh doanh cũng vậy đừng có tự đợi, tự làm theo bản năng chưa học thì đừng có đi làm chưa học mà đi làm xác định kết quả thất bại ạ? À? Rồi thì cái quy luật thứ tư tiếp đến trong quy luật nhân quả. Đúng không ạ? À? Nguyên tắc thứ tư trong quy luật nhân quả đó chính là gì ạ? Gạt thì sẽ gấp nhiều lần gieo. Chúng ta gieo một nhưng chúng ta có thể gạt 10, có thể gạt 100. Có phải anh chị có đồng ý rằng là gì? Khi mà anh chị gieo một cái hạt táo xuống một cái mảnh đất đó, Có phải nó lên một cây táo đúng không ạ? À? Và một cây táo đó nó có cho anh chị ra một quả không? Hay là nó cho anh chị ra cả một vài chục ký táo, vài trăm trái táo, vài nghìn trái táo, đúng không ạ? À? gieo một thì gặt mười, gieo một chúng ta có thể gặt một trăm, gặt thì lúc nào cũng gấp nhiều lần gieo. Cây táo chúng ta đâu phải là gì à? gặt một mùa đâu đúng không ạ? À? mà chúng ta gặt nhiều mùa luôn. Chúng ta đâu phải gieo một hạt chúng ta gặt một trái đâu, mà chúng ta gặt nhiều trái luôn. Và trong công việc kinh doanh của anh chị cũng vậy, chúng ta phải nhìn vào những cái thiện, những cái nhân. Là gì nhân ở đây là gì? Nhân ở đây tức có nghĩa là cái suy nghĩ của mình, cái hành động của mình phải hướng về cái điều tốt đẹp và tích cực, hướng đến sự thành công và giàu có, giúp đỡ cho nhiều người. Nếu như anh chị có tư duy suy nghĩ của một người doanh nhân thành công và anh chị đi gieo những cái tư duy đó vào bên trong tư duy của mình nè. Hãy nhớ rằng là gì? Cái thời buổi này là cái gì cũng học được hết. Không có cái việc gì là gì ạ? không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển quyết chí làm nơi đúng không ạ? À? Nếu công việc kinh doanh của anh chị, anh chị nghĩ nó khó là nó khó. Anh chị nghĩ nó dễ là nó dễ. Còn cái việc trước tiên thì chúng ta phải chiến thắng cái suy nghĩ của mình trước, còn cái cách làm thì chúng ta bắt đầu học sau. Được không ạ? À? Nhưng bây giờ nếu như bây giờ bạn cũng khát khao lắm nhưng mà cái lòng của bạn không bền, có nghĩa là gì? Bạn bỏ cuộc giữa chừng. Bởi vì trên hành trình thành công không có bất kỳ một con đường thành công nào mà trải đầy hoa hồng cả anh chị cứ hỏi tất cả những người thành công đi có thể là họ ngày hôm nay họ thành công họ vui vẻ họ khỏe mạnh họ thịnh vượng họ có nhà có xe và họ vui vẻ vui cười bạn nghĩ rằng là gì ô cái người này may mắn quá cái người này họ tài giỏi quá nhưng mà cái lúc họ làm bạn đâu có biết được những thứ họ trải qua bạn đâu có biết được anh chị hình dung được không anh chị nào đang kinh doanh sẽ gặp rất nhiều điều đó và chúng ta không biết nói với ai cả chúng ta không biết chia sẻ và tâm sự với ai cả chỉ có mình chịu trách nhiệm với chính bản thân của mình và công việc kinh doanh của mình thôi Đúng không ạ Phải nhớ rằng là gì chúng ta phải kiên trì Kiên định, kiên nhẫn Trên hành trình thành công của mình Người thành công thì không bao giờ bỏ cuộc Còn người bỏ cuộc thì chắc chắn thất bại Không bao giờ thành công được Anh chị hỏi đi Những triệu phú, những tỷ phú Việt Nam Anh chị cứ đi xem, anh chị cứ đọc tiểu sử về họ đi Cả tỷ phú thế giới triệu phú luôn đó Anh chị đọc sách của họ đi 10 người thì 9 người Họ xuất thân từ nghèo đi lên Đúng không ạ đúng ừ, không anh chị? Bây giờ anh chị phải sẵn sàng tin tưởng vào cái việc là gì? Mình phải gieo lại, gieo trồng lại hạt giống thịnh vượng, gieo trồng lại hạt giống suy nghĩ kinh doanh thành công vào bên trong tư duy của mình. Bởi vì nếu như mình trước giờ mình kinh doanh chưa thành công, tức có nghĩa là suy nghĩ của mình là suy nghĩ của người chưa thành công, mình không có một cái chiến lược cụ thể rõ ràng nào cả. Thì thứ nhất là nó đến từ cái suy nghĩ của chúng ta. Bởi vì nghĩ không thể nào mà chúng ta lấy một cái suy nghĩ, tư duy của một người làm thuê mà chúng ta đi kinh doanh thành công cả. Bao nhiêu đồng số anh chị ở đây là gì? Hy vọng rằng là gì? Anh chị uh, có một cái, cái cái tư duy như thế này nè. Tôi cố gắng tôi đi làm thuê để tôi có kinh nghiệm, tôi tích góp tiền để sau đó tôi ra tôi kinh doanh. Mà bây giờ cho thử hỏi này. Tư duy của một người đi làm thuê thì là sao kinh doanh thành công được? Muốn kinh doanh thành công thì sao ạ? Đi học từ kinh, tư duy kinh doanh của người thành công đi. Mình học để mình thành công luôn đi. Bây giờ bạn học bạn làm thuê có 10 năm nữa thì bạn ra kinh doanh cũng không thành công. Bởi vì trong 10 năm qua bạn đi học kinh nghiệm để đi làm thuê mà. Đúng không ạ? Thì bây giờ lấy 10 năm kinh nghiệm đi làm thuê, đi kinh doanh làm sao thành công được? Thay vì bỏ 10 năm đi làm thuê ra, tích góp một số tiền để đi làm kinh doanh. Thì khẳng định với anh chị luôn, anh chị làm 10 năm tích góp tiền đó đi ra kinh doanh chắc chắn thất bại. Bởi vì kinh nghiệm làm thuê thì chắc chắn không thể nào kinh doanh thành công được rồi. Đúng không ạ? chúng ta phải làm gì ngay thời điểm bây giờ muốn thành công trong kinh doanh chúng ta phải đi học kiến thức về kinh doanh đi chúng ta phải đi học về những cái suy nghĩ của những người thành công trong kinh doanh họ nghĩ cái gì đúng không mình đi học từ suy nghĩ của họ mình học trong vòng 3 tháng 6 tháng một năm cho dù là hai năm đi 3 năm đi cũng được chúng ta liên tục học mỗi ngày thì lúc đó chúng ta mới có kiến thức và kinh nghiệm kinh doanh thành công chúng ta làm mới thành công được và có nhiều anh chị nói rằng là tôi là phải có vốn thì tôi mới kinh doanh thành công được nhưng mà thiện nói với anh chị này cái vốn thì nó chỉ đến sâu thôi bởi vì có những người kinh doanh họ không cần vốn anh chị bởi vì trí tuệ nó là một cái vốn cực kỳ lớn rồi bây giờ thiện nói với anh chị là cầm 500 triệu đưa cho cái người mà cái bộ não tư duy của một người làm thuê một người chưa giàu đi có đưa bao nhiêu vốn họ kinh doanh cũng thất bại à. bởi vì sao bởi vì suy nghĩ của họ là suy nghĩ của một người chưa giàu Thì bây giờ có đưa bao nhiêu họ cũng đốt hết á Anh chị hình dung không ạ? Cho nên cái vốn ở đây là cái vốn kiến thức Vốn ở đây là cái vốn trí tuệ Có nhiều người họ kinh doanh xuất phát đi Từ nghèo đi lên hết mà Họ đâu có vốn đâu Nhưng mà sao? Họ có được cái vốn là gì? Dành thời gian học tập phát triển bản thân Họ có cái vốn là cái sự hiểu biết và trí tuệ này Chứ không phải có nghĩ là tôi phải cần vốn Bây giờ Suy nghĩ của một người làm thuê bây giờ có đưa 500 triệu đi kinh doanh thì khẳng định một điều luôn, phá sản hết, thất bại hết. Anh chị cứ để ý đi những người xung quanh anh chị á, những người mà anh chị thấy là gì ô cha mẹ để lại cho con số vốn để cho con sau này ra làm ăn kinh doanh thành công. Anh chị nhìn lại thử đi. Đã thành công chưa? Vốn đó vài trăm triệu đó, có nhiều anh chị là gì bố mẹ để lại tài sản rất lớn nhưng mà đến thời con là gì ạ? À? Không có tư duy quản lý tiền không có tư duy quản lý tiền là sao xài hết đốt hết đúng không ạ bởi vì tư duy của một người chưa thành công về tài chính họ có một suy nghĩ như thế này tiền là một thứ để tiêu xài bây giờ anh chị đưa đưa tiền cho một cái người có tư duy như vậy bao nhiêu họ tiêu cũng hết núi anh cũng lỡ cho nên là thiện không phải là nói là gì cho nên anh chị đừng có nghĩ rằng là gì phải cần vốn bản thân thiện xuất phát sao à? từ hai bạn tư tránh vốn có vốn gì có vốn của thiện là gì vốn của mình đó chính là thứ nhất đó là sức khỏe của mình này. cái vốn của mình đó chính là cái sự nhiệt huyết cái sự quyết tâm khát khao thay đổi cuộc sống của mình đó là cái vốn của mình đó đó là đầu tiên à, mình có sức khỏe mình dành nhiều thời gian hơn cách đây hơn hai năm trước rồi sao mỗi ngày khi mà không còn cái công việc kinh doanh của mình trước kia mình nghỉ làm rồi đó mình không có không có cái thu nhập luôn đó thì mỗi ngày mình dành thời gian mình đóng cửa phòng lại mình đọc sách. Mình học kiến thức trực tiếp trên những cái buổi chia sẻ của những anh chị doanh nhân thành công câu lạc bộ. Mỗi ngày mình dành 6 đến 8 tiếng để mình đọc sách và phát triển bản thân. Và liên tục trong vòng 3 tháng mình liên tục học đọc học đọc liên tục liên tục liên tục. Tại sao ạ? Khi mình có tư duy kiến thức đầy đủ, trí tuệ đầy đủ rồi, tự nhiên là gì ạ? À? Mình biết ứng dụng luật hấp dẫn nữa. Bắt đầu là sao? nguồn lực đến, dòng tiền đến, cơ hội lớn đến, những đối tác tuyệt vời đến. Được không ạ? Luật hấp dẫn mà. Tư duy bạn tới đâu thì bạn sẽ thu hút nguồn lực tới đó. Bạn sẽ thu hút dòng tiền tới đó. Tư duy của bạn ở tư duy là người kiếm 100 triệu thì bạn sẽ hút cái người có thu nhập 100 triệu. Và sao ạ? Khi mình có tư duy kiến thức thì mình làm gì cũng thành công cả. Cho nên là đừng có nghĩ rằng có vốn mới thành công được nha. Hãy đầu tư vào trí tuệ của mình. Yếu tố cực kỳ quan trọng. Đúng không ạ? À? Yếu tố cực kỳ quan trọng. Và cái quyền năng lớn nhất của con người chúng ta là cái quyền được lựa chọn. Bạn có quyền lựa chọn ngày hôm nay, bạn nhận thời gian học tập phát triển, gieo trồng tư duy, gieo trồng suy nghĩ, gieo trồng hành động. Trong tương lai bạn ngẹt một bầu trời quán ngọt. Còn ngày hôm nay, bạn cứ ngồi đó, bạn nghĩ cái này, bạn nghĩ cái kia, bạn không chịu học tập, bạn không chịu gieo trồng tư duy, bạn không chịu hành động. Thì trong tương lai kết quả 10 năm nữa 20 năm nữa nó vẫn như bây giờ thôi Thậm chí nó còn tệ hơn nữa Đúng không ạ à? Và quyền năng lớn nhất của con người là quyền được lựa chọn Mỗi ngày Chúng ta được quyền lựa chọn mình sẽ làm gì Bạn có quyền lựa chọn lướt tiktok Bạn xem video Hoặc bạn có quyền lựa chọn dành một giờ đồng hồ Để học tập phát triển bản thân Mình sẽ có quyền lựa chọn ngày hôm nay Mình ăn uống những thứ khiến cho mình khỏe mạnh Hoặc bạn có thể đi Rượu bia thuốc lá đó là quyền lựa chọn của bạn. Ngày hôm nay bạn có quyền lựa chọn mình thức dậy lúc mấy giờ. Ngày hôm nay bạn có quyền là gì ạ? À? Dành thời gian cà phê bạn bè chém gió nói những câu chuyện tào lao cười hì 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 như thế này rồi đi về, ngủ, ăn cơm ngủ hết ngày. Hoặc là bạn có quyền lựa chọn không dành thời gian đi cà phê bạn chém gió với bạn bè. Bạn có thể dành thời gian 2 tiếng, 3 tiếng đồng hồ đó. Ngoài lại học tập phát triển bản thân, đọc sách, nâng cao tư duy kiến thức của mình. Tìm kiếm cơ hội nào để có thể thay, thay đổi cuộc đời của mình, thay đổi cuộc sống của mình tốt hơn. Đó là quyền lựa chọn của con người. Được không ạ? À? Chúng ta đều có quyền lựa chọn. Và cuộc đời của mình là do ai quyết định ạ? À? Cuộc đời của mình là do mình quyết định. Được không ạ? À? Chứ cuộc đời của mình không do ai quyết định cả. Muốn cuộc sống của mình thay đổi, muốn gia đình của mình thay đổi, muốn con cái của mình thay đổi, muốn vợ mình, chồng mình thay đổi, thì mình phải là người thay đổi trước đó mà chúng ta không thể nào bắt người khác thay đổi được mà mình là phải là người thay đổi trước đó ngày hôm nay bạn có thể là ra quyết định là chọn quyền lựa chọn là gì bạn thức dậy sớm mà học tập phát triển bản thân đúng không? bạn gieo trồng những cái thói quen tốt thành công đơn giản là gì những cái thói quen tốt được lập đi lập lại mỗi ngày và nó tạo nên thành công đúng không ạ cái điều tuyệt vời khi mà bạn dậy sớm là gì bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để bạn thực hiện ước mơ và hoài bão của mình đó là cái quan trọng. Nếu bạn có nhiều thời gian hơn, bạn dùng cái thời gian đó bạn làm việc có giá trị bạn làm những cái việc mà giúp cho mình thực hiện được ước mơ của mình thì bạn sẽ đang thành công. còn bạn thức dậy sớm nhưng mà bạn dành thời gian bạn lướt tiktok bạn dành thời gian bạn đi uh, xem những cái thứ vô bổ thì nó không có giá trị gì cả nó không giúp mình phát triển bản thân thì mình cũng không bao giờ thành công được có nhiều người họ nói là thức dậy sớm. Tôi cũng thức dậy sớm Nhưng mà tại sao tôi chưa thành công. Nhưng mà quan trọng là bạn thức dậy sớm để bạn làm cái gì? Cái 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 việc mà bạn làm cái gì nó mới quyết định cái tương lai của bạn. Cái kết quả của bạn. Được không ạ? Và chúng ta gieo ở trong là hạt cái hạt là gì? Bây giờ bây giờ chúng ta gieo cái hạt là gì? Bây giờ dậy sớm để phát triển bản thân thì bắt buộc chúng ta phải ngủ sớm rồi đúng không ạ? Nếu bây giờ bạn thức khuya mà bạn còn dậy sớm nữa thì chắc chắn sức khỏe của bạn không an toàn rồi bởi vì chúng ta phải phải hiểu cái cái cơ thể của chúng ta chúng ta phải hiểu về cái cơ chế sức khỏe của chúng ta được không ạ chứ không thể nào mà chúng ta bắt nó làm việc liên tục liên tục liên tục liên tục như vậy được bao nhiêu đồng số anh chị rơi vào tự đã từng rơi vào một cái trạng thái là gì ạ tối mình thức khuya sáng mình dậy sớm xong rồi tối mình thức khuya sáng hôm sau ngủ bù đâu ạ à? hoặc là gì vậy? tối thức khuya đến một hai giờ sáng sáng hôm sau lên công ty hoặc là lên ngồi trong bàn làm việc đó tinh thần mình mất tập trung đâu à, nó cứ lơ lửng lơ lửng đâu à, là, thì cái lúc đó cái trạng thái như vậy làm việc có hiệu quả hơn không ạ à? hay là cái trạng thái của chúng ta phải lúc nào cũng tràn đầy năng lượng một trăm trăm thì chúng ta mới làm việc hiệu quả à, không? không chúng ta có quyền mà, chúng ta có quyền thức khuya dậy sớm, chúng ta có quyền quyết định cuộc sống của mình mà, chúng ta có quyền đọc sách hay không đọc sách mà, chúng ta có quyền là gì, lựa chọn ở bên cạnh những người thành công chúng ta học tập phát triển bản thân một ngày anh chị dành thời gian ra khỏi một tiếng đồng hồ anh chị đọc sách học các cái buổi chia sẻ của câu lạc bộ thì chắc chắn là gì anh chị thông minh hơn người khác rồi đó và thì bây giờ chúng ta cần phải gieo cái hạt gì để chúng ta có thể là trở nên thành công đây gieo hạt gì anh chị suy nghĩ thì dẫn đến cảm xúc cảm xúc thì dẫn đến hành động và hành động thì tạo ra kết quả nếu muốn hành động thì trước tiên chúng ta phải gieo trồng suy nghĩ trước, được không ạ? À? Suy nghĩ hiệu quả nó đến từ đâu ạ? À? Nó đến từ cái hệ thống tư duy và niềm tin của mình này, nó đến từ cái hiểu biết và trí tuệ của mình này. Tại sao có những người họ có thu nhập rất là cao? Nhưng không phải ai cũng làm được. Bởi vì sao ạ? À? Bởi vì họ có cái khả năng làm được những cái việc mà người khác không làm được trong cái lĩnh vực đó luôn á. Những người mà họ có tư duy kiến thức, kinh nghiệm, họ làm họ tạo ra kết quả. Vậy thì bây bây giờ để làm sao mà chúng ta gieo trồng ở đó à? Thì chúng ta phải đi học thôi. Chúng ta gieo trồng những cái thói quen học hỏi, phát triển, tìm tòi, rèn luyện mỗi ngày. Đúng không ạ? À? Cho bây giờ bạn gieo cái suy nghĩ của bạn là ngày nào bạn cũng lướt bạn xem những cái video vô bổ thì tức có nghĩa bạn đang gieo cái gì? Bạn đang gieo vào bên trong mình những cái thứ không tích cực. Thì sao ạ? À? chính những cái suy nghĩ đó nó gieo vào cái hạt giống bên trong tiềm thức của mình nè và nó dẫn đến hành động là gì ạ à? và nó dẫn đến hành động là gì à, chúng ta làm những cái hành động thì cứ làm cho vui ưng làm ưng không ưng có năng lượng ưng không đúng không ạ à? còn đối với những người thành công thì sao ạ hàng à? ngày họ không có đụng điện thoại nhiều mà họ có chạm vào điện thoại thì cái việc của họ là bóc máy lên gọi khách hàng hoặc là làm video marketing hoặc là họ làm cái công việc nào giúp cho họ tạo ra tiền thôi đúng không ạ và còn thời gian còn lại là gì họ đi học cái suy nghĩ của người giàu học suy nghĩ của người thành công để họ gieo trồng vào bên trong khu vườn tiềm thức của họ về những hạt giống suy nghĩ thành công thành vượng đúng không ạ một cái người mà hàng ngày họ xem những cái video không tích cực á thì sao hay gieo trồng hoặc giống không tích cực thì khi mà có một cái cơ hội thành công nào đó đến thì họ sẽ suy nghĩ đầu tiên là gì tôi không làm được và suy nghĩ tôi không làm được đó nó quyết định hành động của họ là gì bây giờ bên trong nghĩ không làm được thì bên ngoài hành động làm cái gì cuối cùng không hành động và không hành động thì không có kết quả còn đối với một cái người mà họ dành thời gian họ học tập từ những người thành công họ đọc sách phát triển bản thân Đúng không ạ họ liên tục liên tục cập nhật kiến thức của người thành công khi có cơ hội đến thì sao ạ à? họ sẽ nhanh chóng nắm bắt và hành động ngay lập tức bởi vì đó là tư duy của người thành công họ đã gieo trồng trước đó rồi người thành công thì hành động bất chấp nỗi sợ hãi và cái tư duy đó được gieo trồng bên trong suy nghĩ của họ và khi cơ hội đến một công việc nào đó đến giúp cho họ tạo ra tiền họ sẽ nắm bắt và họ hành động ngay còn cái người kia thì sao ạ à? ngày nào cũng gieo trồng những tư duy là gì gieo trồng những cái bộ phim những cái video rằng là gì à À, thành công khó lắm trên con đường thành công bạn sẽ gặp thất bại rồi đủ thứ tư duy của người chưa giàu ngoài kia hết ngày nào chúng ta cũng xem những cái tin tức những cái báo chí doanh nhân này không thành công doanh nhân kia không thành công tại sao ạ à? vô tình đã gieo vào bên trong chúng ta những cái niềm tin những cái suy nghĩ giới hạn bản thân của mình và khi một cơ hội đến là mình sẽ nói lên gì ạ ông kia doanh nhân kia ông còn chưa thành công mà mình kiến thức tư duy ở đâu mà mình thành công được đúng không ạ à? chúng ta gặp nhiều trường hợp đó không anh chị rất nhiều, bởi vì sao ạ à? Bởi vì sao nó lại quyết định cái hành động của chúng ta là không hành động à? Bởi vì trước đó chúng ta gieo trồng tư duy của người chưa giàu, mà. Và những cái người mà viết báo ấy là ai? Họ đã cuộc sống của họ như thế nào? Họ đã giàu chưa? Những cái người viết báo viết bài viết đó đó, họ cũng đi làm thuê mà. Những người viết báo họ cũng đi làm thuê mà. Anh chị hình dung họ à? họ cũng đi làm thuê để họ kiếm tiền, họ viết cho hay để có nhiều người xem. Để sao ạ? À? Để họ cũng có được cái tiền lợi nhuận. Chứ thực ra họ cũng đang đi làm thuê đó. Bây giờ viết bây giờ cho thì hỏi này, anh chị nghe từ một cái người chưa giàu thì anh chị có thể nào giàu có được không ạ? À? Làm sao mà giàu được? Giờ mình muốn trở nên thành công và thịnh vượng thì sao ạ? À? Mình phải biết người thịnh thành công và giàu có họ suy nghĩ cái gì. Bởi vì sao ạ? À? Biết người giàu suy nghĩ cái gì nó mới giúp cho anh chị là gì? Hành động và thành công được cho nên là gì vậy? tại sao trong công việc kinh doanh của anh chị đó cũng là một uh, trong công việc kinh doanh của anh chị luôn nhưng mà sao có người kiếm nhiều tiền có người kiếm ít tiền mà bản thân anh chị không kiếm được tiền <laughs> được không ạ bởi vì sao ạ à? tư duy của anh chị nó không có phát triển anh chị chưa đủ khả năng để giải quyết được nhiều vấn đề và những cái tư duy kiến thức kinh nghiệm thì chúng ta phải học và rèn luyện thôi kỹ năng kinh doanh cũng vậy nếu như chúng ta cảm thấy rằng là mình đang lung túng bối rối trong cái việc là kinh doanh bán hàng là bởi vì sao à là bởi vì chúng ta làm chưa đủ nhiều chúng ta làm chưa đủ, đủ 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 và là gì cái cường độ để làm gì để có thể là trở thành một chuyên gia nếu như anh chị còn ngại trong cái việc bán hàng thì có nghĩa là gì ạ? À? có nghĩa là mình chưa rèn luyện đủ nhiều chưa rèn luyện đủ nhiều thì nó đâu có thể nào giỏi được đâu cho nên là gì bây giờ hãy mài dũa cái kỹ năng bán hàng của mình để chúng ta có thể là giỏi luôn được không ạ à? rồi yếu tố tiếp theo đó chính là gì ạ à? chúng ta phải gieo trồng tư duy thì chúng ta mới gặt được thành công đúng không ạ à? một cái người mà họ có hiểu biết ở mức độ lớp 5 thì sẽ nhìn thấy cơ hội từ lớp 5 trở xuống Họ chỉ giải quyết được cái vấn đề từ lớp 5 trở xuống thôi. Đúng không ạ? Mà cái khả năng của anh ta là gì? Cái khả năng của anh ta sẽ kiếm tiền được tương ứng với những cái vấn đề mà anh ta giải quyết được. Ở thời điểm hiện tại. Bây giờ anh ta muốn kiếm thu nhập lên là từ 10 triệu lên 100 triệu đi. Thì sao ạ? Anh ta phải nâng cao tư duy của mình từ tư duy của người 10 triệu lên tư duy của người kiếm 100 triệu. Chứ bây giờ bạn có tư duy của bạn Kiếm 10 triệu Nhưng mà sao Bây giờ bạn phải làm việc chăm chỉ Nỗ lực, vất vả, cần mẫn Kiên trì, kiên định đi Thì kết quả cuối cùng Nó vẫn là kiếm được 10 triệu thôi Không bao giờ kiếm được 100 triệu Thì nói thật với anh chị đó Dù làm việc rất nhiều, rất chăm chỉ Bao nhiêu đồng số anh chị là gì ạ à? Bao nhiêu đồng số anh chị ở đây là gì à, Mình đi làm thuê Thu nhập 10 triệu một tháng Mình mong muốn là tìm kiếm một cái cơ hội kinh doanh nào đó Để mình gia tăng thu nhập của mình tốt hơn Mình mong muốn là kiếm nhiều tiền hơn Và đi làm thuê kiếm 10 triệu Nhưng mà bắt đầu ra thay đổi hết công việc này Đến công việc khác Từ làm thuê chuyển sang kinh doanh Nhưng mà làm hoài làm hoài Nó cũng ở mức 10 triệu Nó không tăng lên được bao nhiêu đồng số anh chị Từng như vậy rồi ạ à. Bởi vì chúng ta thay đổi Không đúng cái cần thay đổi Đúng không ạ? Chúng ta thay đổi hành động không chưa đủ đâu ạ, mà chúng ta phải thay đổi từ tư duy gốc rễ bên trong này. Bởi vì gốc rễ bên trong á là một cái hạt sòi chua. Cái nhân của cái quả sòi chua thì cái kết quả bên ngoài thì nó ra quả sòi chua. Nếu bây giờ muốn có cái quả sòi ngọt để ăn thì sao? Thì chúng ta phải đào xới cái gốc rễ lên, chúng ta lấy cái cái cây sòi chua đó, chúng ta ném đi, chúng ta gieo cái cái hạt sòi ngọt vào thì mùa sau nó mới ra quả ngọt được. Và bây giờ muốn thành công về tài chính không phải là chúng ta thay đổi cái cái bên ngoài là cái hành động mà chúng ta phải thay đổi cái gốc rễ bên trong của mình, đó là tư duy của một người triệu phú. Đúng không ạ? Và cái kết quả nó đến từ suy nghĩ của mình anh chị. Cái gì ở bên trong, cả bên ngoài cái gì có bên trong suy nghĩ của bạn thì chắc chắn có bên ngoài. Suy nghĩ tạo ra hành động. Hành động thì tạo ra kết quả. Cho nên là sao ạ? À? Cái việc thành công nó xuất phát từ cái suy nghĩ. Để mất công nghĩ thì hãy nghĩ lớn. Chúng ta cũng hay nghe nói rất là nhiều đúng không ạ? Ví dụ một cái người họ nghĩ rằng là gì? Tôi chỉ cần có thu nhập 20 triệu một tháng thôi. Thì ngay lúc này cái bộ não của họ sẽ đi tìm kiếm cơ hội công việc nào cách làm nào kiếm cho tôi 20 triệu một tháng đây cái bộ não của họ sẽ đi tìm và cuối cùng họ thấy cái cơ hội đó nhưng mà một cái người khác họ có suy nghĩ là gì làm như thế nào để tôi kiếm được 500 triệu một tháng đây thì bắt đầu cái bộ não của họ sẽ đi tìm sẽ suy nghĩ làm gì làm gì làm gì làm gì làm gì cơ hội nào đây công việc nào đây kiếm 500 triệu một tháng đây thì bộ não của họ đi tìm và tiềm thức nó có một cái hay là gì mình tập trung cái gì thì cái đó nó sẽ thu hút đến mình tập trung mình nhìn cái gì thì cái đó nó sẽ mình sẽ thấy cái đó và nó sẽ tìm kiếm cho mình đúng cái cơ hội làm việc tạo ra 500 triệu lợi nhuận một tháng luôn nhưng mà một cái người họ khác họ suy nghĩ như thế này làm như thế nào để tôi kiếm một tỷ một tháng thì cái bộ não của họ bắt đầu sao đi tìm kiếm cơ hội nào công việc nào trong tương lai giúp cho tôi kiếm một tỷ một tháng đây thì họ sẽ đi làm đúng không ạ còn một cái người nào mà họ suy nghĩ là làm như thế nào tôi kiếm được 5 triệu một tháng thôi là vui rồi thì, thì người đó có được cái thu nhập 5 triệu một tháng luôn đúng không ạ à? quan trọng là gì ạ à? cái mục tiêu của chúng ta cái mong muốn của chúng ta là gì nó mới quan trọng nó quan trọng ở chỗ đó đó đúng không anh chị bởi vì nghĩ dám nghĩ thì mới dám làm dám làm thì mới dám thành công và nó sẽ có những công việc phù hợp cho anh chị hết Nó sẽ có công việc đạt được mục tiêu của anh chị hết Khi mà anh chị đặt ra một mục tiêu Là kiếm Bây giờ thu nhập chẳng hạn 10 triệu đi Anh chị đã đặt ra một mục tiêu Anh chị mong muốn trong tương lai của mình làm sao đi Sau này mình kiếm thu nhập 500 triệu hoặc 1 tỷ một tháng Ok Đó là mục tiêu của mình rất tốt đặt ra Và sao ạ? À? Mình biết rằng là gì? Mình phải hành động như thế nào để đạt được 500 triệu Hoặc là 1 tỷ đây Thì bây giờ trong quá trình mà để đạt được mục tiêu đó Thì chúng ta biết rằng là gì? để mà gia tăng thu nhập từ 10 triệu lên mà 500 triệu thì bây giờ làm gì đi? Làm gì đây? Chúng ta phải đi tìm hiểu chúng ta liên tục học tập phát triển bản thân của mình. Chúng ta phải tìm kiếm những cái tư duy kiến thức kinh doanh cơ hội nào để giúp cho mình đạt được điều đó đây. Và chúng ta phải đi tìm cái người nào mà họ đã đạt được cái kết quả thành công đó rồi. Mình đi học từ họ liên tục phát triển bản thân và liên tục phát triển phát triển phát triển và cuối cùng mình đạt được cái cái mục tiêu đó thôi. Cũng giống như cái việc là gì? Cũng giống như cái việc đi học vậy đó. Bây giờ mong muốn của mình là gì có được cái bằng cái bằng cấp 3 mong muốn của mình là phải có được cái bằng cấp 3 để sau này ra tìm kiếm một cái công việc ổn định đúng không đó là mục tiêu của mình đúng không và vậy, vậy thì làm sao để mà đạt được cái lấy được cái bằng cấp 3 đó để có để đi làm có công việc ổn định đây bây giờ mình mới có đang học lớp 5 thôi thế làm sao mình có được cái bằng cấp 3 đây thì có phải là mỗi có phải là anh chị sẽ cố gắng anh chị học tập làm việc phát triển từ gì kiến thức lên mình học rồi mình, mình 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 vượt qua lớp 6. Mình vượt qua lớp 6 rồi mình học ta phát triển mình vượt qua lớp 7, lớp 7 rồi mình vượt qua lớp 8 và cứ thế vượt qua vượt qua vượt qua và cuối cùng anh chị chạm cái mốc là gì? Đạt được mục tiêu của mình. Có được cái bằng. Đúng không ạ? À? Và trong tài chính nó cũng như vậy. Mục tiêu của chúng ta phải cụ thể rõ ràng ra. Muốn kiếm bao nhiêu tiền một tháng? Đừng nói là tôi muốn kiếm nhiều tiền. Nhiều tiền là bao nhiêu tiền? một trăm ngàn nó cũng nhiều hơn mười ngàn rồi đó một triệu nó cũng nhiều hơn một trăm ngàn rồi đó nhiều anh chị họ thì họ hỏi thường là tự hỏi là chị mong muốn kiếm bao nhiêu tiền một tháng càng nhiều càng tốt em bao nhiêu càng nhiều càng tốt Thế nhiều là bao nhiêu thì càng nhiều càng tốt chứ thế càng nhiều càng tốt là bao nhiêu tiền thì nhiều thì tốt <laughs> nhưng mà anh chị phải hiểu rằng là gì mục, mục tiêu không rõ ràng thì nó không bao giờ đạt được đúng không ạ mục tiêu không rõ ràng thì nó không bao giờ đạt được bây giờ anh chị sang nhà bạn của mình chơi và bạn của mình nói rằng là gì bạn ơi bạn tới ngã tư đi rồi tới nhà mình thế bạn có anh chị có biết cái nhà của của của, của bạn mình ở đâu không ạ làm sao mà biết được cái ngã tư nó biết bao nhiêu cái nhà nó phải đưa địa chỉ cụ thể rõ ràng thì tôi mới đến nơi được chứ và đặt mục tiêu cũng vậy phải. phải cụ thể và rõ ràng và rất là nhiều người họ không đạt được cái thành công như họ mong muốn không đạt được cái tài chính như họ mong muốn là gì ạ à? bởi vì họ không biết điều gì cả họ không biết họ muốn cái gì cả họ nói họ muốn kiếm nhiều tiền nhưng mà họ không biết muốn kiếm nhiều tiền là bao nhiêu họ không biết muốn kiếm nhiều tiền để làm gì không cụ thể không rõ ràng thì không bao giờ được đạt được cả anh chị hình dung được không ạ à? không bao giờ đạt được cả và bất kỳ ai đi kinh doanh cũng vậy anh chị họ đều phải có mục tiêu rõ ràng cụ thể mục tiêu của họ là mong muốn trở nên giàu có hết anh chị nào đi kinh doanh cũng mong muốn mục tiêu là trở nên giàu có hết đó đúng không ạ à? một số người họ đi kinh doanh họ đạt được cái sự tự do tài chính xong rồi họ dùng cái số tiền đó anh chị biết làm gì không họ sẽ đi từ thiện nhưng à. nhiều người... anh chị có một tư duy như thế này đó là kinh doanh là đi từ thiện vừa kinh doanh vừa cho. Bao nhiêu đồng số anh chị có tư duy này ạ? Tớ nghĩa là sao ạ? À? Bán một nửa cho một nửa. Vừa bán vừa cho. Không cần bán, cho luôn cũng được. Anh chị phải hình dung rằng là gì? Anh có rất là nhiều người họ gặp cái tư duy này này. Kinh doanh lẫn lộn với cái việc từ thiện anh chị. Cho nên là họ không thành công lớn được. Thiện có một cái chị trong nhóm học tập của mình kinh doanh kiếm một tháng 400 triệu, 500 triệu. Nhưng mà bị cái tư duy là kinh doanh và từ thiện nó bị lẫn lộn với nhau. Kinh doanh kiếm 400 triệu một tháng, nhưng mà 350 triệu từ thiện luôn rồi, còn 50 triệu để cho bản thân của mình. Cứ nói là gì? Ô, kiếm nhiều tiền để đi từ thiện, cống hiến giúp đời giúp người đi. Được không ạ? Nó, nó 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 bị 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 lỗi cái tư duy này, hoặc là đang kinh doanh cái là gì bán một cái sản phẩm dịch vụ của mình, vừa bán vừa cho nếu như anh chị nào để lẫn lộn cái tư duy mà kinh doanh với từ thiện nó 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 liên kết với nhau thì anh chị không dễ thành công được đâu anh à? kinh doanh là kinh doanh từ thiện là từ thiện muốn từ thiện đúng không kinh doanh thành công có lợi nhuận đi lấy cái lợi nhuận của mình đó đi từ thiện ok chứ đừng có vừa bán vừa cho vừa bán vừa từ thiện và anh chị thấy cuộc sống này của anh chị sẽ rất rối rất lớn về tài chính được không ạ? À? Kinh doanh là kinh doanh, từ thiện là từ thiện, muốn cho đúng không? Kinh doanh thành công đi, kiếm nhiều tiền đi, rút tiền lợi nhuận của mình ra đi từ thiện. Còn tiền kia, vốn đó để kinh doanh tiếp. Kiếm nhiều tiền tiếp. Đúng không ạ? À? Cho nên là nó phải 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 có cái sự hiểu biết và có tư duy hết anh chị. Muốn thành công và giàu có thì anh chị phải biết người thành công và giàu có suy nghĩ gì chưa? Nếu muốn kinh doanh thành công thì mình phải biết được những cái suy nghĩ thành công về tài chính. Đó của những người kinh doanh thành công họ có tư duy gì? Họ đang quan tâm lĩnh vực gì? Bao nhiêu trong số anh chị là gì từng nghe những người thành công họ phỏng vấn là gì? Tại sao họ lại thành công như vậy? Họ nói rằng là gì? Tôi kinh doanh thành công là nhờ trực giác của tôi. Để mà tôi nắm bắt những cái câu hỏi, tôi nắm bắt những cái cơ hội, tôi nắm bắt những cái may mắn và tôi kiên trì nỗ lực cố gắng sau đó tôi thành công. Bao nhiêu năm số anh chị ở đây đã từng nghe những người thành công họ nói rằng là gì? Họ thành công là nhờ trực giác. À? Anh chị đọc uh, sách uh, của tỷ phú Le trong cũng vậy. Đôi lúc là tôi phải làm, tôi theo thành công, phải nhờ trực giác của tôi. Còn có một số anh chị cũng là nghe theo trực giác bách bảo nhưng vẫn chưa thành công. Anh chị biết sao không ạ? Anh chị biết sao không ạ? Bởi vì trực giác của, của người giàu, bởi vì những người giàu á, là họ có trực giác của người giàu. Còn những người chưa giàu thì họ có trực giác của người chưa giàu. Có nghĩa là sao ạ? À? Có nghĩa là như thế này ạ. À? Trực giác thì nó, nó đến từ đâu ạ? À? Nó đến từ cái hệ thống niềm tin gốc rễ bên trong của mình. Mà cái hệ thống niềm tin đó nó tạo ra từ đâu? Hệ thống niềm tin đó nó được tạo ra từ những kinh nghiệm, trải nghiệm của chúng ta qua trong quá khứ mà chúng ta đã trải qua. Đúng không anh chị? Một cái đứa trẻ mới sinh ra nó mua như một trang giấy trắng vậy đó. Được không ạ? À? Nhưng ai sẽ là người nhuộm đen cái trang giấy trắng này đây? Là người lớn đúng không ạ? À? Và cái trang giấy trắng này nó được viết cái chữ đẹp hay chữ xấu hay cái chữ nó nó dở thì nó đều nằm trên trang giấy trắng đó. Đúng không ạ? À? Nhưng mà cha mẹ là người dạy dỗ đó. Sau đó môi trường thầy cô, bạn bè sẽ hội dạy cái đứa trẻ đó. Và đứa trẻ đã lớn lên với một môi trường không có giáo dục gì hết. Nuôi dạy như thế nào thì cuộc đời của đứa trẻ nó sẽ trở nên như vậy và những anh chị chưa thành công về tài chính hoặc là có những anh chị này chúng ta chưa đạt được cái kết quả về kinh doanh của mình thì sao ạ à? là bởi vì họ có niềm tin của một người chưa giàu có những người họ rất may mắn sinh ra trong một cái gia đình thành công thì sao ạ à? họ trầm, sinh ra trong một cái gia đình giàu có đúng không ạ nhưng mà đâu phải ai cũng làm được cái điều đó đâu đâu phải ai cũng có cái may mắn đó đâu chúng ta đa số là chúng ta sinh ra trong một cái gia đình chưa giàu hết đúng không ạ vậy thì bố mẹ chúng ta sẽ dạy chúng ta cái gì đây bố mẹ chúng ta sẽ dạy cho chúng ta những niềm tin những tư duy những thói quen trong cuộc sống của họ họ dạy lại cho mình và chúng ta bây giờ chúng ta học theo kinh nghiệm của cha mẹ của mình học theo kinh nghiệm của thầy cô của mình chúng ta cài đặt rất nhiều hệ thống niềm tin mà bố mẹ của mình đã cài đặt cho mình cha cha truyền con nói mà đúng mà Một đứa trẻ mới sinh ra trang giấy trắng cha mẹ có niềm tin chưa giàu thì chắc chắn đó, cha mẹ sẽ dạy con niềm tin chưa giàu. Và con của mình cho rằng là niềm tin đó đúng luôn và tất cả mọi thứ nó tạo cái trực giác đó. Trực giác thì nó đến từ niềm tin. Mà chúng ta cài đặt cái niềm tin đó từ nhỏ đến lớn và chúng ta tin nó trở thành sự thật luôn. Và khi đó chúng ta tin nó trở thành sự thật sự thật là sao ạ? Chúng ta sẽ làm theo và chúng ta tin luôn. không biết đúng hay sai nhưng mà chúng ta tin luôn và người chưa giàu tư duy của họ là tư duy chưa giàu thì họ sẽ thu hút những cơ hội khiến cho họ nghèo đi thôi còn người giàu thì sao ạ à? họ có tư duy của người giàu tư duy của họ trở nên giàu có thì cái trực giác của họ mất bảo những cơ hội khiến cho họ trở nên giàu có hơn thôi được không ạ à? tất cả nó đến từ cái hệ thống niềm tin gốc rễ bởi vì sao ạ à? niềm tin gốc rễ của chúng ta ở cái mức 10 Thì chúng ta sẽ đứng ở trên cái mức 10 đó Chúng ta nhìn thấy những cơ hội ở mức 10 Còn cái người mà niềm tin gốc rễ của họ Là niềm tin của người chưa giàu đó, Thì họ sẽ đứng ở dưới thấp Và họ chỉ nhìn thấy những Cái rắc rối vấn đề khó khăn thôi Đúng không ạ Cho nên là sao ạ Cái trực giác của chúng ta Nó quan trọng là nó đến từ cái niềm tin ờ Cho nên là anh chị muốn Mình có trực giác của người thành công không Mình muốn mình trực giác mách bảo cái gì Mình làm cái đó thành công cái đó không thì hãy quay lại phát triển cái gốc rễ của mình lên được không ạ? À? đó là cái yếu tố quyết định anh chị chúng ta phải cài đặt lại mình niềm tin và bây giờ để đạt được cái sự thành công thì sao ạ? À? chúng ta cần phải thay đổi một thứ cực kỳ quan trọng nữa. Đó như là chúng ta phải thay đổi môi trường. Bởi vì sao ạ? À? Cái cuộc đời của chúng ta có thay đổi có thành công hay không á, nó quyết định bởi cái yếu tố môi trường anh chị. Nếu như bây giờ chúng ta rất là khao khát thành công, chúng ta rất là mong muốn thay đổi cuộc sống của mình tốt hơn, nhưng mà bây giờ chúng ta ở trong một cái môi trường của những người, sao ạ? À? Ở trong môi trường của những người họ có thu nhập thấp, môi trường của những người họ không cầu tiến. Môi trường của những người họ tiêu cực, môi trường của những người họ vui dập ước mơ của người khác. Giả sử bây giờ bạn đang len lỏi cái mong muốn thành công đúng không? Bạn mong muốn thay đổi cuộc sống của mình, bạn chia sẻ với họ, tôi muốn kinh doanh để thay đổi cuộc đời của tôi tốt hơn. Và họ nói rằng là gì ạ? À? Em, bạn ơi, bớt ảo tưởng đi, bớt đu dây điện đi. Người khác làm được chứ bạn không làm được đâu, bỏ cuộc đi, đừng có ảo tưởng, đừng có mơ mộng nữa. Bạn ở trong cái môi trường như vậy bạn có thành công được không ạ? À? Không ạ? À? Bây giờ bạn có muốn ngóc đầu lên mà họ dập bạn xuống, bạn có muốn ngóc đầu lên, họ dập bạn xuống thì làm sao bạn thành công được? Cũng giống như cái việc là gì? Một thanh củi ướt á mà được ném vào một đám cháy rừng á thì cái thanh củi đó nó cũng bốc cháy luôn đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ á, một thanh củi mà nó đang bốc cháy á mà bạn ném nó xuống dòng sông á thì cái thanh củi đó nó cũng ướt, nó cũng tắt và nó chìm nghiễm luôn. Đúng không ạ? bây giờ bạn ở trong cái môi trường của những người họ không cầu tiến, bạn cứ chia sẻ ước mơ hoài bão của mình nhưng mà họ cứ vùi dập ước mơ hoài bão của anh chị xuống thì liệu rằng anh chị có thành công được không? Đúng không ạ? Và cái cho thì hỏi anh chị này cái người mà vùi dập ước mơ hoài bão của mình á, cái người mà họ không muốn mình thành công á, đó, đó có phải là bạn mình không? Đúng không ạ? Và bây giờ mình chơi với những người bạn mình chơi ở trong cái môi trường như vậy á, cuộc đời mình có thay đổi được hay không? và cuộc đời của mình chỉ thay đổi khi mình thay đổi môi trường thôi. Bây giờ bạn ở trong cái môi trường của những người thu nhập 5 triệu một tháng thì cỡ nào bạn cũng chỉ có thu nhập 5 triệu trở xuống thôi. Bạn ở trong cái môi trường của những người mà có thu nhập 20 triệu một tháng thì thu nhập của bạn 20 triệu trở xuống. Bạn ở trong cái môi trường thu nhập những của những người có thu nhập 500 triệu một tháng thì bạn sẽ có thu nhập 500 triệu trở xuống. Được không ạ? À? Bạn ở trong môi trường của những người chưa giàu thì chắc chắn bạn không bao giờ ngóc đầu lên nổi rồi. Không bao giờ trở nên thành công và giàu có nổi rồi. Chỉ cần chỉ cần thay đổi môi trường là gì? bởi vì bạn chơi với năm người nghiện rượu thì bạn sẽ trở thành người nghiện rượu thứ sáu mà bạn chơi với năm người cờ bạc thì bạn sẽ trở thành người cờ bạc thứ sáu đúng không ạ? À? bạn chơi với năm triệu phú thì bạn sẽ trở thành triệu phú thứ sáu và cái cuộc đời của bạn quyết định bởi ngày hôm nay bạn chơi với ai đúng không à? tương lai của bạn có tươi sáng hay tăm tối là quyết định ở ngày hôm nay bạn chơi với ai? Được không ạ? À? cái người mà bạn đi theo á cái người mà bạn chơi cùng đó, cuộc sống họ như thế nào thì tương lai bạn sẽ như vậy. Và bây giờ mình muốn là tương lai của mình như thế nào? Thì chúng ta xem lại cái mối quan hệ của chúng ta. Cái môi trường của chúng ta đang ở. Và lúc trước thì, thì sinh ra trong một gia đình gọi là ở, ở nhà quê thôi anh chị, làm nông thôi, nông thôn thôi. Và mình thấy rằng là gì? Nếu như mình ở mãi trong cái nông thôn uh, mình cứ sinh sống ổn định trong cái vùng quê của mình như thế này á thì thực sự mình không phát triển lên nổi. Mà cái mình là mình có cái sự khao khát thay đổi cuộc đời của mình Thay đổi cuộc sống của mình Thì sao ạ à? à thì mình quyết định là gì À đi tìm kiếm một cái môi trường Cái cái môi trường à, sống tốt hơn Để mình có được cái sự phát triển Và sao ạ à? Những cái mối quan hệ bạn bè của mình không tích cực á Mình thay đổi luôn Rồi mà không phải là mình không chơi với họ Nhưng mà cái mong muốn cuộc sống của mình Mong muốn là phát triển tốt hơn mà Thì mình phải đi tìm kiếm cái môi trường tốt hơn Mới giúp cho cuộc đời của mình tốt hơn đó đúng không ạ à? cho nên là hàng ngày á, môi trường câu lạc bộ chúng ta chia sẻ các cái buổi à, chia sẻ phát triển bản thân cùng với nhau á, để làm sao à để tạo ra một cái môi trường chúng ta cùng nhau học tập phát triển Sửa ấm cho nhau những anh chị nào mà họ đang thiếu niềm tin thành công á, ở ngoài kia mà bạn mong muốn thành công mà những người ngồi kia họ chê bai ước mơ họ bảo của bạn á, thì đó không phải là môi trường tốt đâu môi trường câu lạc bộ chúng ta hàng ngày ghi nhận thành công anh chị nào có thành công chúng ta ghi nhận lên chúc mừng ủng hộ ngày nào môi trường chúng ta cũng học tập phát triển bản thân sưởi ấm cho nhau nuôi dưỡng sự thành công cho nhau bạn nào chia sẻ mục tiêu ước mơ của mình thì sao à những người thành công những anh chị hỗ trợ thì sao luôn ủng hộ và giúp cho các bạn đạt được mục tiêu và ước mơ của mình và thật sự nhờ biết đến môi trường câu lạc bộ cho nên là trong hai năm qua cuộc đời của thiện nó mới thay đổi tốt hơn Chứ thật ra mà không có cái môi trường của những người thành công này thì chắc chắn là cuộc đời của mình bây giờ đang đi làm thuê một ai đó rồi nhưng mà sao à? trong hơn hai năm qua thì sao à? mình đã có rất là nhiều cái thành công chính với bản thân của mình thành công lớn đối với bản thân của mình nha chứ mình không đi so sánh thành công của mình với thành công của ai cả thành công có nghĩa là sao thành công định nghĩa của thành công có nghĩa là mình đạt được những cái điều mà mình mong muốn đó mới gọi là thành công đó, đó là định nghĩa của thành công với bản thân của thiện nha còn nhiều người anh chị là có nhiều người họ thành công họ nói là tôi mới kiếm nhiều tiền tôi mới thành công à, tôi à, có doanh nghiệp tôi mới thành công rồi tôi có sức khỏe tôi mới thành công nói chung nó sẽ nhiều nhiều định nghĩa nhưng mà cái định nghĩa chuẩn nhất là gì ạ thành công là bạn đạt được những cái điều mà bạn mong muốn đó là thành công thành công đối với thiện là gì à trong hai năm vừa qua mình đi gần 10 quốc gia đó là thành công với mình mình đạt được cái ước mơ của mình mục tiêu của mình thành công của mình là gì trở thành một người có giá trị giúp đỡ được cho nhiều người đó là thành công Thành công của mình là gì? Thành công của mình là có được cái sức khỏe tốt. Đó là thành công. Giúp đỡ nhiều người. Đó là thành công. Chứ không phải là nhất thiết vì tiền tài chính mới thành công. Có nhiều người họ có nhiều tiền đó, họ có thành công về sức khỏe đâu. Họ không có sức khỏe để họ hưởng thụ cái số tiền đó. Thành công cái gì? Đúng không ạ? Có nhiều người họ có nhiều tiền nhưng mà họ họ làm một họ bị một cái là gì? Họ làm nô lệ cho đồng tiền. Có nghĩa là họ kiếm rất nhiều tiền. Và họ làm nô lệ cho đồng tiền giống như là một cái cái con ong chăm chỉ làm việc đó, và họ làm nô lệ cho đồng tiền họ đi kiếm tiền kiếm tiền kiếm tiền và hãy nhớ rằng là gì bạn chạy theo tiền thì sao ạ bạn sẽ cực kỳ vất vả vậy thì làm sao để là gì hãy nhớ một điều này làm sao để tiền nó phải theo mình làm sao để tiền nó chạy theo mình này mình đừng có chạy theo tiền nó mệt lắm có nhiều anh chị cứ làm cũng kinh doanh kiếm ra một tháng 200 triệu 300 triệu thấy mừng quá cứ chạy theo tiền chạy theo tiền làm 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 làm, làm. chạy theo tiền rất nhiều đến cuối đời nhìn lại mình chưa ăn được cái món ngon mà mình muốn ăn, mình chưa hưởng thụ đi đến cái nơi mà mình muốn đi và mình nhìn lại tiền không phải là quan trọng lắm đâu mà thành công ở đây đối với những người thành công họ sẽ gặp khi mà gặp anh chị gặp những người thành công họ sẽ hỏi câu hỏi đầu tiên là gì hỏi rằng là gì trải nghiệm cuộc sống của bạn như thế nào được không ạ? À? Chứ không phải là họ hỏi là gì tài sản như thế nào đâu. Trải nghiệm cuộc sống bạn như thế nào. Đó mới gọi là câu hỏi của những người thành công và giàu có thực sự. Họ hỏi trải nghiệm của mình như thế nào thôi. Đúng không ạ? À? Rồi ok. Thì ngày hôm nay mình cũng sẽ à, chia sẻ hết cái buổi chia sẻ của mình rồi ha. Ngày hôm nay thì chúng ta đã học được nhiều kiến thức hay không ạ? À? Hãy nhớ là gì? Chúng ta phải ứng dụng thì nó mới, mới, mới tạo ra được cái kết quả. Rồi ok. Xin chào hẹn gặp lại tất cả mọi người tối ngày hôm nay thì tiếp tục buổi thứ ba luôn đó không ạ à? tiến sẽ chia sẻ ba buổi về luật nhân quả trong kinh doanh và tối ngày hôm nay khoảng mấy giờ nha tối ngày hôm nay thì tiến sẽ sắp xếp sớm để hoàn thành cái buổi thứ ba cho anh chị luôn ha mình chia sẻ ba buổi anh chị nào muốn nhận lại cái chuỗi video này livestream trực tiếp này thì nhấn trực tiếp cho thiện ha để gửi lại cái ngày hôm qua Ờ à, thiện sẽ đăng lên kênh YouTube của mình Để lại ngày hôm qua cho anh chị học học lại từ đầu được không ạ rồi OK xin chào hẹn gặp lại tất cả mọi người chúc cả nhà chúng ta có một ngày mới tràn đầy năng lượng tràn đầy thành công và thu hút được sự thịnh vượng đến với cuộc đời của mình hôm nay là bán nhiều hàng nha hôm nay là anh chị là bùng nổ về tài chính hôm nay là bùng nổ về lợi nhuận nha rồi xin chào hẹn gặp lại tất cả mọi người chiều ngày hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau lên cái buổi số 3 cái buổi cuối cùng luôn